Xin chào ngày mới quý vị khán giả. Câu chuyện về những nông dân ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất sẽ được chúng tôi đề cập ở câu chuyện ngày mới hôm nay. Trước hết thì mời quý vị các bạn cùng theo dõi phần tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 27 năm 2021 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quy định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng miễn giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Quy định quy định giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với người thuê đất quy định ở trên không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tuyền chậm nộp nếu có. Mức giảm tuyền thuê đất quy định ở trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định của pháp luật. Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức để kịp thời xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh cần quyết định ngay phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định dự thảo nghị quyết phân bổ dự toán kinh phí vốn sự nghiệp ngân sách trung ương và giao dự toán kinh phí đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020, bổ sung năm 2021. Dự thảo nghị quyết quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đến trường và trở về trong ngày trên địa bàn. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương cấp huyện giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa đáp ứng thời hạn bố trí vốn theo quy định tại khoản 2 điều 52 luật đầu tư công Kỳ họp chuyên đề thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày hôm nay theo hình thức trực tuyến tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Thông tin về kỳ họp sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị các bạn trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Sơn La. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La quý 3 năm 2021 tiếp tục được các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nỗ lực tập trung thực hiện trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Dự tính vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh quý 3 năm 2021 đạt trên 3.823 tỷ đồng, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn vốn nhà nước đầu tư thực hiện trên địa bàn quý 3 ước đạt trên 1.208 tỷ đồng, chiếm 31,60% so với cùng kỳ năm trước, giảm 8,53%. Vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước ước đạt trên 2.615 tỷ đồng, chiếm 68,40% so với cùng kỳ, giảm 7,62%. Vốn đầu tư thực hiện quý 3 năm 2021 của khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước giảm so với cùng kỳ năm trước là do năm 2021 dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xuất hiện các ca nhiễm tại huyện Phú Yên nên đã ảnh hưởng đến công tác đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh giảm so với cùng kỳ năm trước. Để giúp các hợp tác xã vượt qua khó khăn và phát triển sản xuất, trong thời gian qua, Liên minh hợp tác xã tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, đặc biệt là vốn vay lãi suất thấp từ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã. Theo số liệu tổng hợp của Liên minh hợp tác xã tỉnh, từ năm 2016 đến hết tháng 8 năm 2021, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh đã hoàn thiện thủ tục hồ sơ cho 53 hợp tác xã vay với tổng số vốn là 13,6 tỷ đồng. Trong 53 hồ sơ có 44 dự án lĩnh vực nông nghiệp, 9 dự án phi nông nghiệp. Các dự án vay vốn khi đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho 634 lao động thành viên và lao động tăng thêm tại địa phương với mức thu nhập ổn định. Sau khi được vay vốn, các hợp tác xã đã mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường, góp phần tích cực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Dự án không để ai bị bỏ lại phía sau, các can thiệp đổi mới sáng tạo nhằm giảm tình trạng tử vong mẹ tại các vùng dân tộc thiểu số tại Việt Nam với tổng số tiền tài trợ hơn 2 triệu USD trong thời hạn 3 năm, bắt đầu thực hiện từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 9 năm 2024 trong đó sơn la là một trong sáu tỉnh được hỗ trợ từ dự án mục tiêu của dự án nhằm tăng cường khả năng tiếp cận sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục toàn diện có chất lượng tự nguyện cho đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao năng lực quản lý cấp cứu sản khoa ở các khu vực miền núi xây dựng mạng lưới cô đỡ thôn bản ở các vùng dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa Dự án sẽ lồng ghép biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch COVID-19 vào chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục hiện có. Dự án này thể hiện cam kết của UNFPA trong việc tiếp tục hỗ trợ chính phủ Việt Nam đảm bảo quyền và sự lựa chọn cho tất cả mọi người, đồng thời đảm bảo cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục có chất lượng để ngăn chặn tình trạng tử vong mẹ, góp phần vào nỗ lực đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam vào năm 2030. Sơn La hiện có 78.800 ha cây ăn quả và cây sơn tra, trong đó 17.500 ha cây trồng đã áp dụng các quy trình sản xuất an toàn. Hơn 4.700 ha cây ăn quả các loại được cấp 181 mã số vùng trồng. 9 sản phẩm quả mang thương hiệu Sơn La được cấp văn bằng bảo hộ. Nhiệm vụ 2020-2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc tiêu thụ nông sản, nhất là hoa quả tươi gặp nhiều khó khăn. Tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản qua nhiều hình thức, như tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến, trực tiếp kết nối tiêu thụ nông sản, tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời phối hợp với công ty Mafia Fury xây dựng thương hiệu truyền thông về mận Ruby Sơn La. Sản phẩm xoài mận Sơn La đã được đưa lên sàn thương mại điện tử Sen Vỏ Sò, Tiki, Shopee, Postmark. Việc tiêu thụ nông sản được theo dõi cập nhật thông tin hàng ngày tỉnh đã hỗ trợ kết nối tiêu thụ được hết sản lượng xoài, thanh long, nhãn, mận hậu. Giá trị nông sản thực phẩm tham gia xuất khẩu 9 tháng năm 2021 ước đạt trên 102 triệu USD, tăng 32,9% so với cùng kỳ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay. Tiếp tục chương trình chúng ta cùng đến với câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các giống cây, con có năng suất, hiệu quả cao và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để từng bước tăng thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, ghi nhận tại Hội Nông dân xã Trường On, huyện Yên Châu. Anh Giàng Lao Phanh ở bản Keo Đồn là người đầu tiên mạnh dạn đề xuất đưa cây bí đao vào trồng tại xã Trường On. Trên diện tích hơn 4 000 mét vuông. Anh đã đầu tư làm dàn lưới, đường ống tự động tưới nhỏ giọt. Mỗi năm, gia đình anh Phanh trồng được hai vụ bí đao, thu hoạch gần 20 tấn quả một vụ, được thương lái và mua tại vườn với giá từ 10 đến 15.000 đồng một kg. Với giá bán này, sau khi trừ mọi chi phí, gia đình anh Phanh thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Tôi mới đi tìm hiểu học hỏi các mình kinh tế tại xã Còn Nòi về áp dụng trên diện tích đất của gia đình. À, thấy trồng bí đao áp dụng khoa học kỹ thuật và hỗ trợ mức thu nhập nâng cao hơn hẳn so với các cây trồng trước và phương thức sản xuất truyền thống trước đây. Còn đây là mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi của gia đình hội viên Vì Văn Số là một trong những hội viên nông dân tiêu biểu nhiều năm liền của xã Trường On, huyện Yên Châu. Trước đây, gia đình ông Số cũng như những hội viên nông dân khác trong bản chủ yếu là trồng ngô, tốn nhiều công chăm sóc, chi phí cao nhưng hiệu quả thấp. Năm 2017, ông số đã bàn với gia đình chuyển số diện tích đất trồng ngô bạc màu sang trồng 250 cây nhãn theo chủ trương trồng cây trên đất dốc của tỉnh. Qua tập huấn và tự nghiên cứu tìm tòi học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế ở các địa phương khác về áp dụng. Vườn nhãn của gia đình ông đã cho thu hoạch 2 năm, sản lượng đạt 2 tấn 1 năm. Cùng với thu nhập từ 500 gốc mận hậu và trên 15 con lợn thương phẩm mỗi lứa và 3 con lợn nái sinh sản hàng năm bình quân gia đình ông số có thu nhập trên 100 triệu đồng. là sẽ chăm là tính Gia đình tôi đã chuyển đổi trồng các cây hiệu quả kinh tế cao như là mận hậu, cây nhãn, tổng tất cả là 1.000 cây các loại. Qua được tập huấn kỹ thuật chăm sóc gia đình đã được thu hoạch hàng năm, giá trị kinh tế hơn hẳn so với trồng cây lương thực, nâng mức thu nhập của gia đình cao hơn. Từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã Trường On, huyện Yên Châu đã xuất hiện nhiều hộ hội viên nông dân điển hình trong phát triển kinh tế. Hiện nay, toàn xã đã có 15 trên 40 hộ được xét trong số hộ đăng ký phân đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2021. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để tiến đến các gia đình có nhiều gia đình có sản xuất kinh doanh giỏi thì hội nông dân xã cũng đã vận động hội viên hội nông dân toàn xã phát động phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Ví dụ như đưa các cây có hiệu quả kinh tế và sản xuất. với khí hậu ở xã là cũng rất thuận lợi. Các ví dụ cây nhán thì ở ngoài kia người ta đã chín hết rồi thì ở đây thì nó mới vừa chín. Cũng được giá hơn so với thị trường nên là chúng tôi cũng đã vận động bà con là chuyển đổi một số cây trồng. Với việc khuyến khích nông dân đẩy mạnh ứng dụng và sản xuất nâng cao năng suất chất lượng cây trồng đã giúp hội viên tích cực phát triển kinh tế, sau đó giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng ở xã biên giới còn nhiều khó khăn, phân đấu từng bước để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Khép lại câu chuyện ngày mới, chúng ta tiếp tục chương trình với Góc Cuộc Sống. Thưa quý vị các bạn, huyện Mai Sơn có 920 hộ dân tái định cư Thủy Điện Sơn La, với hơn 4.200 nhân khẩu thuộc 36 điểm tái định cư. Việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống vẫn được bà con nơi đây giữ gìn và phát huy. Qua đó đã góp phần tô điểm thêm bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Mai Sơn. Mai Quỳnh là một bản được di rời từ huyện Quỳnh Nhai đến sinh sống tại xã Mường Bon, huyện Mai Sơn từ năm 2006, thuộc cộng đồng người Thái Trắng. Hiện nay, 44 hộ dân ở đây vẫn luôn giữ vững được những nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng các làn điệu dân ca dân vũ. Đặc biệt là cây đàn tính tàu vẫn luôn là người bạn đồng hành trong mỗi dịp sinh hoạt văn hóa. Từ khi chuyển về nơi ở mới này thì nói chung là vẫn cứ giữ lại bản sắc dân tộc chuyển dạy cho các cháu nhiều cháu nó cũng biết gảy đàn là cái vẫn cứ gìn giữ lại cái đàn tính này khi họ hát này hát thái trắng này dùng đàn hoặc là xòe múa xòe thì cũng dùng cây đàn này. Còn tại bản Sơn Pha, xã Cỏ Nòi có 82 hộ dân. Hơn 10 năm sinh sống trên quê hương mới, bà con nơi đây vẫn lưu giữ được những nét văn hóa truyền thống như bộ trang phục và một số lễ hội của dân tộc Thái Trắng. Cùng với đó, đồng bào nơi đây cũng đã sớm thích nghi với nhịp sống canh tác mới, tập trung phát triển kinh tế từ trồng trọt và chăn nuôi. Bà con nhân dân phát triển về kinh tế thì hiện tại bây giờ là cây ngô, cây mía và cây ăn quả. Vượt nuôi thì như trâu, bò, lợn, gà. Nói chung là cái nào làm kinh tế được thì bà con làm thế thôi. Để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, huyện Mai Sơn thường xuyên quan tâm tuyên truyền nhân dân giữ gìn các nghề truyền thống, thành lập các đội văn nghệ quần chúng với nòng cốt là những hạt nhân có năng khiếu, nhiệt huyết trong việc giữ gìn và phát huy các làn điệu dân ca dân vũ, dân tộc mình. 100% các bản tiểu khu vùng tái định cư đã có nhà văn hóa, đời sống vật chất văn hóa tinh thần của bà con nhân dân ngày càng được nâng cao. Thế này có đảng nhà nước quan tâm làm cái nhà văn hóa cho là khang trang, rất khang trang. Và khi nào tổ chức hồi họp này, rồi là giao lưu văn hóa văn nghệ và chúng tôi tập với đội văn nghệ ở cái nhà văn hóa đấy. Và thứ hai về là chúng tôi tổ chức hát hò rồi là đi giao lưu với hàng xóm ở trong bản lân cận ở trong khu vực trong xã, việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa vùng di dân tái định cư trên địa bàn huyện Mai Sơn đã phát huy hiệu quả, góp phần thiết thực bảo tồn những giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dòng họ, tộc người trên quê hương mới, vừa giữ được nét đẹp văn hóa của dân tộc Thái, vừa tạo nên sự hài hòa trong phát triển kinh tế và văn hóa vâng thiết nghĩ để bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu tái định cư được bảo tồn phát triển cần có sự chung tay của các cấp các ngành đồng thời phát huy nội lực của chính người dân chủ thể trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của chính dân tộc mình tới đây thì chương trình chào ngày mới hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi chúc quý vị các bạn một ngày mới vui vẻ và an toàn xin kính chào tạm biệt.